nguyên ngày đồ luôn mà. Dạ con đi làm. Cô đọc hay chứ còn nữa, con được con đương theo cô không á? Cô đọc biến là đọc được nhưng mà lúc quay nghe chỉ là con đọc thêm thì chỉ là con đọc thêm. Dạ cùng muốn mình tổ trong mọi rồi cũng mình tổ mọi ngày đến họ tôi mình phát lên bút xanh hôm nay cũng là tổng lành để mà hội thủ quý là thầy với cô là thầy có thầy cũng về đây đúng mà thì tôi nhiều bạn cũng có những người có phát lên xanh xanh tôi nam mô a di đà phật. Dạ, hay thầy. Con làm gì đâu biết nè. Ấp cũng rửa hả thầy? Dạ. Có dạy núi thôi.
chị nói là mình phải cắt cắt mỗi cái ngón tay nó xấu cho nó dành. Vô đi thầy ơi, vô ngồi đi, ngồi ngồi vô, ngồi 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 đâu cũng được, ngồi đi, ngồi đi, đi cứ ngồi dầm đi trước đi. Thì thầy muốn hồi hướng thì hồi hướng đi. Rồi giờ xin mời quý vị. Dạ, có giá hay muộn này mốt nhà. Có giá, này cái giá nhỏ rồi. Đây, này, bỏ cho mình. Không biết chứ. Quý thầy mua nước đá xong. Xin phép thầy Tài, thưa thầy Tài. Hết sức mệt mỏi. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay có duyên lành được gặp quý vị ở Sài Gòn. Sư cũng có đôi lời để hồi hướng phước báo đến gia đình cúng dường Phật hôm nay. Sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, cầu mong cho được kết quả đến những người đã quá vãng, cầu mong kết quả lành mà người đã mong mỏi cho được lâu thành tựu kịp thời đến người. Cầu mong những sự suy xét chân chánh cho được trường ngũ đến người như trong ngày lần làm cảm vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự tốt ao của người đều được như nguyện. Cầu mong cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu mong cho tất cả bệnh tật của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu mong cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hàng thiên đến người. Là người đang nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc tiền giới và bậc trưởng lão. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu mong cho quả của tâm chính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được. Cho mấy cô trước giờ chưa có nghe bên Nam Tông hồi hướng phước báo hả? Chỉ ít thôi. Dạ. Ít
có dịp á Nam Tông hồi hướng. Ừ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư con thường nghe pháp của sư Giác Nhi. À, đúng con thường nhân người ông thiền xảo gì vấn đề tu từ nhỏ mà từ hồi lúc bé tí con mời cái thầy nhà con mời cái nhà chứ thật sự nó ngon lắm. Dạ nó cháo ngon rồi. Em cái bán này nó thấy quý thầy quý cô nó cúng dường luôn, gọi cũng tính tiền. Quanh à? Em nói anh về em mai. Còn cái chuyện tiễn luôn đó bà. Này còn à. Có cần tiễn cháu quá. À, có cần tiễn cháu quá. Ủa, thầy mua mấy lọc nước bên đây qua. Qua thầy. Mấy lọc nước thầy mua bên đây qua. Ở bên trong bán nó không tốt nữa mấy cô. Dạ. Mà có đây có 9 cái lò màu lọc. Cái gì chân luôn. Nhưng mà chân quanh.